Những điều chúng ta chưa biết về oxy. Chúng ta đều biết rằng con người có thể tồn tại là nhờ vào oxy. Cũng vì oxy quá phổ biến nên đôi khi chúng ta dễ dàng quên đi tầm quan trọng của nó. Trên thực tế, cách đây khoảng 4 tỷ năm, trái đất gần như không có chút oxy nào. Còn ngày nay, oxy chiếm tới 21% trong bầu khí quyển. Và bạn sẽ ngạc nhiên khi biết được hành tinh của chúng ta đã trở nên khác biệt kể từ khi loại nguyên tố đơn giản này xuất hiện. Nội dung của video này được trích dẫn từ ứng dụng Sách Tinh Gọn. Để tìm hiểu chi tiết hơn, bạn có thể tải ứng dụng tại website sachtinhgon.com. Thứ nhất, oxy chính là nguyên nhân dẫn đến sự sống đa bào. Tất cả sự sống mà chúng ta biết đến ngày nay, tức những dạng sống phức tạp và đa bào, đều được hình thành trong thời kỳ nồng độ oxy tăng lên cách đây hơn 500 triệu năm. Giai đoạn này được gọi là kỷ Cambri. Trên thực tế, các sinh vật đơn bào nhiều hơn, phong phú hơn sinh vật đa bào và chúng đã tồn tại rất lâu. Khoảng 3,5 tỷ năm trước, vi khuẩn đơn bào là những sinh vật sống đầu tiên trên trái đất. Chúng hoạt động bằng cách chuyển năng lượng từ nước và đá thành các liên kết hóa học, sau đó thì phá vỡ liên kết để giải phóng năng lượng. Những việc này chủ yếu diễn ra trong bóng tối. Đến khi nồng độ oxy trên trái đất tăng lên, một số loài đã tiến hóa để quang hợp, quá trình thu nhận và chuyển hóa năng lượng mặt trời. Nói một cách dễ hiểu, để tồn tại trong một môi trường độc hại, các sinh vật đơn bào phải hợp tác để tạo thành những khối lớn hơn, mạnh hơn. Đây chính là tiền đề của sự sống đa bào. Chính nhờ vào quá trình quang hợp mà sinh vật đa bào mới có thể sống sót và tiến hóa cho đến ngày nay. Các loài thực vật, tảo và một số vi khuẩn, chúng sẽ hấp thụ và chuyển hóa năng lượng mặt trời để tạo ra hợp chất hữu cơ, phục vụ bản thân cũng như làm nguồn thức ăn cho hầu hết các sinh vật trên trái đất. Thứ hai, chúng ta có thể bị ngộ độc oxy. Trên thực tế, ngộ độc oxy sẽ gây ra thiệt hại sinh học tương đương với bức xạ. Khi bức xạ xâm nhập vào cơ thể, nó sẽ phá vỡ cấu trúc của nước. Quá trình này cũng tạo ra các phân tử trung gian độc hại. Khi chúng ta hấp thụ quá nhiều oxy, điều tương tự cũng có thể xảy ra. Nói đúng hơn, thở là một phiên bản cực kỳ chậm của ngộ độc oxy. Hầu hết các sinh vật còn sống ngày nay có thể chịu được oxy vì cơ thể chúng có chất chống oxy hóa. Điển hình là catalasa hay là catalase, một loại enzyme phổ biến được tìm thấy trong gần như tất cả các sinh vật sống có tiếp xúc với oxy. Khi sử dụng oxy, cơ thể sinh vật sống sẽ liên tục tạo ra các gốc tự do, tức là các phân tử hoặc là nguyên tử hóa học có tính không ổn định. Chúng có thể gây ra sự không ổn định cho các phân tử hoặc nguyên tử khác trong cơ thể chúng ta, gây tổn thương các protein, màng tế bào và cả cấu trúc DNA. Quá trình này có thể dẫn đến tổn thương tế bào và các mô vĩnh viễn, từ đó gây ra hiện tượng nhiễm trùng, suy giảm hệ miễn dịch, các bệnh về khớp và tim, bệnh trầm cảm. Các gốc tự do cũng được biết đến là một yếu tố đóng vai trò quan trọng trong quá trình lão hóa. Chính catalase đã hoạt động không ngừng nghỉ để giúp cơ thể chống lại các tác động tiêu cực từ các gốc tự do. Catalase biến đổi các gốc superoxide độc hại thành hydrogen peroxide. Các hydrogen peroxide sau đó sẽ được phân hủy thành nước và oxy. Thứ ba, các chất được tạo ra trong quá trình hô hấp, hấp thụ oxy từ không khí bên ngoài có thể có liên quan đến tuổi thọ. Trước đây, các nhà khoa học lập luận rằng tốc độ hay tỷ lệ trao đổi chất, tức là mức năng lượng mà cơ thể sử dụng cho các chức năng bình thường, có mối quan hệ chặt chẽ với tuổi thọ tối đa của các loài. Một con ngựa có tỷ lệ trao đổi chất là 0,2, tuổi đời dao động khoảng 35 năm. Trong khi đó, một con sóc sẽ có tuổi đời khoảng 7 năm với tỷ lệ trao đổi chất là 1. Tuy nhiên, vẫn có một vài trường hợp ngoại lệ. Ví dụ, dơi và chuột có tốc độ trao đổi chất tương đương nhau, nhưng dơi có thể sống tới 20 năm, trong khi chuột không sống quá 3 năm. Tại sao vậy? Các nhà khoa học lập luận rằng chúng ta nên xem xét tỷ lệ các chất được tạo ra trong quá trình hô hấp của chúng, vì quá trình này sẽ giải phóng một lượng chất độc nhất định có thể gây hại cho cơ thể. Nhiều khả năng quá trình hô hấp của chuột thải ra độc tố với tỷ lệ cao hơn. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Nếu là một người mê đọc sách nhưng bận rộn, bạn có thể tải ứng dụng Sách Tinh Gọn do NNT Studio sản xuất. Ứng dụng cung cấp phiên bản tinh gọn của hàng nghìn quyển sách. Với mỗi quyển sách, chúng tôi đã chắt lọc những ý tinh túy nhất giúp bạn tiết kiệm thời gian mà vẫn nắm bắt trọn vẹn nội dung của quyển sách. Bạn có thể tải ứng dụng tại website sachtinhgon.com.